mùng 1 khấn Phật, mùng 10 tiền về. Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, gặp may liên tiếp, công danh tựu thành, tiền tỷ chất cao như núi, đúng trong tháng 10 âm lịch 2024. Thưa quý mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 tháng mến, cô bác anh chị đã sẵn sàng để thành công, chắc là có. Vậy cô bác anh chị đã sẵn sàng để lại một lần tiếp tục cống hiến hay chưa? Bạn đã sẵn sàng để lại một lần, ngẩng đầu nhìn trời cao mà cười thả cửa, đã sẵn sàng để lại một lần cháy, lại một lần cố, lại một lần gắn, lại một lần nỗ lực, lại một lần kỷ luật, theo đuổi những dự định của cuộc đời. Nếu câu trả lời trong tâm khảm của cô bác anh chị là có, vậy tức là cái tâm cô bác anh chị muốn, cái thân của cô bác anh chị động, khớp với sự xoay chuyển của thời vận mệnh đề. Lần này, hãy cứ làm việc trong thầm lặng, để thành công cất tiếng nói riêng thay cho cô bác anh chị, nói hơi sân si một tí, sự trả thù thỏa mãn nhất với những kẻ từng quay lưng với cô bác anh chị. Là thời điểm cô bác anh chị thành công vượt bậc, thành tựu đầy thân. Nhưng thật ra khi đạt được điều đấy rồi, cô bác anh chị cũng sẽ thấy những kẻ đó chẳng đáng để bạn tâm. Suy cho cùng, là sống là vì ta, vì vui, vì những người đáng được yêu thương, vì những người đáng được tri ân, vì những cá nhân đã lựa chọn giang tay tin tưởng ta ở những thời khắc tăm tối của cuộc đời. Có phải vậy không? Hả Mậu Ngọ, hả hành nội chi mã. Thưa quý mệnh chủ Mậu Ngọ, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh, không cho cô bác anh chị được vàng bạc tài lộc giàu sang. Nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong tháng 10 âm lịch để giúp cô bác anh chị cải vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Nếu nghe được đến dòng này, mời quý cô bác anh chị đăng ký kênh để ra tín hiệu cho Minh Đường Tử Vi rằng cô bác anh chị vẫn còn hiện diện ở đây nhé. Trước khi đi vào lá số tử vi chi tiết, ta cùng tìm hiểu qua đôi điều về những nét riêng trong tính cách và vận số cuộc đời của những người sinh năm 1978, tuổi Mậu Ngọ nhé. Nam và nữ sinh năm 1978 Mậu Ngọ, tức tuổi con ngựa, thường gọi là cứu nội chi mã, tức ngựa đồng cỏ. Tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, mệnh quả, thiên thượng quả, lửa trên trời, xương con ngựa, tướng tinh con heo, cuộc đời được Phật Bà Quan Âm độ mạng. Mệnh quả, thiên thượng quả, có nghĩa là lửa trên trời. Ánh sáng từ trên trời vốn được ví như sự quang minh lỗi lạc. Vì vậy, người Mậu Ngọ có bản mệnh thiên thượng quả là những người thông minh nhưng cũng khá thẳng tính, không thích sự mờ ám và luôn sống ngay thẳng. Tuổi Mậu Ngọ 1978, mệnh thiên thượng quả là mẫu người rất nhiệt tình trong mọi chuyện, sẵn sàng giúp đỡ người khác, sống hào phóng. Tuy nhiên, nhược điểm là khá nóng tính, nhưng họ lại rất độ lượng và hào phóng với những người xung quanh. Tuổi Mậu Ngọ mệnh thiên thượng quả luôn thể hiện một cá tính cao quý, phẩm chất tốt đẹp sang trọng, nhưng cũng nên bỏ qua sự kiêu ngạo, ham danh lợi, tự tin thái quá thì phú quý mới có thể ghé vào được. Cũng giống như ánh sáng mặt trời, chỉ phát tán năng lượng mà không hề mong nhận lại, nên họ luôn giúp đỡ phấn đấu cống hiến hết mình trong cuộc đời cho cộng đồng và xã hội một cách vô tư, không hề toan tính lợi ích, không hề tư lợi cá nhân, luôn thể hiện một con người với nguồn năng lượng tràn đầy trong mình. Khi họ làm bất cứ công việc gì, họ chẳng biết mệt là gì, đừng vì vậy mà lạm dụng sức khỏe, có thể đến một lúc nào đó bạn sẽ thấy mệt mỏi và căng thẳng. Người tuổi Mậu Ngọ, mệnh thiên thượng quả, yêu nghệ thuật, giỏi văn thơ, thích những màu sắc đa dạng, không chỉ vậy, họ còn là người chuộng danh vọng, địa vị, quyền hành, đôi khi còn độc đoán, làm theo sở thích và ý thích của bản thân, thiếu suy nghĩ chín chắn kỹ càng, nhiều khi phải trả giá cho quyết định của bản thân mình. Họ sống vào tình cảm và đầy lòng trắc ẩn, yêu thương con người. Bởi vậy, những người tuổi này thường lựa chọn con đường sáng tác nghệ thuật để truyền tải những thông điệp yêu thương cho thế giới loài người. Mậu Ngọ dễ xúc động với những bất hạnh khó khăn của người nghèo khổ, họ dễ tổn thương nhưng cũng dễ tha thứ lỗi lầm của người khác. Tấm lòng vị tha của tuổi Mậu Ngọ khiến cho họ trở nên thân thiện và nhận được nhiều tình cảm quý mến của mọi người xung quanh. Đối với tuổi Mậu Ngọ, thứ quan trọng nhất không phải là tiền bạc, địa vị, vì vậy họ cũng không thích quản lý chỉ đạo người khác. Tuổi Mậu Ngọ thích làm việc trong tập thể và đóng góp những ý tưởng sáng tạo của mình cho đám đông. Hơn nữa, tinh thần ham học hỏi giúp họ có nhiều kinh nghiệm khi hợp tác làm ăn với mọi người. Mậu Ngọ là những người thiên về sống nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác,
Họ tốt bụng giúp đỡ người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất với Mậu Ngọ không phải là cuộc sống giàu sang, sung sướng, mà là một cuộc sống an nhàn, bình yên và ngập tràn tình yêu thương. Sau đây là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tháng 10 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch. Can chi là tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn, có thiên can là Tân Kim, địa chi Mùi Thổ, đặc trưng tháng là thiên khắc địa hình nhân khí dượng mưu, sự thành bại tại nhân. Tử vi tháng 10 âm lịch 2024 của 12 con giáp cho biết, vận khí của người tuổi Mậu Ngọ dục sáng, gần như mọi phương diện đều có dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ, hứa hẹn một tháng thuận lợi, bản mệnh đang thể hiện rất tốt khả năng của mình, giải quyết hết mọi khó khăn, chứng tỏ được bản lĩnh. May mắn được cả cục diện lục hợp và các tinh thái dương che chở, công việc tiến hành khá suôn sẻ, đàm phán, ký kết hợp đồng thành công tốt đẹp, nhờ đó, cơ hội thăng chức, tăng lương đều có, quan trọng là bản mệnh chủ động nắm bắt. Tháng 10 âm lịch này, bản mệnh cũng không còn phải đau đầu vì cạnh tranh hay sóng gió nữa, cuộc sống bình ổn hơn, tình hình kinh doanh, buôn bán cũng ngày càng thuận lợi, dễ được lộc trời ban, túi tiền rủng rỉnh, thông qua đó, bản mệnh cũng tích lũy được khoản tiền lớn cho những dự định quan trọng trong tương lai. Đây là thời gian thích hợp để bạn khởi nghiệp, bắt tay vào kinh doanh. Về phương diện tình cảm, đào hoa khá dượng, có nhiều cơ hội để người độc thân gặp gỡ, kết thân với đối tượng khác giới. Những ai kết hôn rồi thì hôn nhân viên mãn, vợ chồng chung tay, chung sức làm giàu. Sức khỏe có dấu hiệu đáng ngại, bản mệnh nên hạn chế vận động mạnh, đề phòng gặp thương tật về tay chân, đi đứng thận trọng kẻo da quệt hay tai nạn xe cộ bất ngờ. Tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 10 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 10 âm lịch. Xem tử vi tháng 10 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng các tín hiệu tử vi của người tuổi Mậu Ngọ vô cùng tích cực, bản mệnh có cả lục hợp thái tuế xuất hiện, lại có các tinh thái dương soi chiếu, do đó, sự nghiệp trong tháng mới của người tuổi Mậu Ngọ có dấu hiệu chuyển biến tích cực, các công việc tiến hành suôn sẻ, ngay cả một vài hạng mục tồn đọng trước đó đều được giải quyết ổn thỏa, bạn đang thể hiện rất tốt khả năng của mình, giải quyết hết mọi khó khăn, chứng tỏ được bản lĩnh, sự nỗ lực của bản mệnh, được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận, giành được lòng tin của mọi người, khả năng cao trong tháng có sự điều động về tiền lương, mức thưởng hoặc vị trí công tác. Thêm nữa, lối tư duy của bản mệnh thông suốt, lại hành sự chu đáo, nên đón vô vàn cơ hội để nâng tầm sự nghiệp, gặt hái thành quả xứng đáng với những nỗ lực, miệt mài trong suốt thời gian dài trước đó. Tháng này, bạn cũng không còn phải đau đầu vì cạnh tranh hay sóng gió nữa, cuộc sống bình ổn hơn, những mối quan hệ đồng nghiệp cũng trở nên thân thiết và hỗ trợ nhau rất nhiều. Các cuộc đàm phán, ký kết hợp đồng thành công tốt đẹp, nhờ đó, cơ hội thăng chức, tăng lương đều có. Quan trọng là bản mệnh biết chủ động nắm bắt, có người còn gặp được không ít người cùng chí hướng, có thể bắt tay hợp tác cùng để thúc đẩy sự nghiệp thêm thăng hoa. Một vài rắc rối trong mối quan hệ xã giao từ tháng trước còn lưu lại trong tháng này, bản mệnh sẽ xử lý triệt để, duy trì bầu không khí hài hòa và đoàn kết. Nhờ thế, bạn sẽ có được nguồn năng lượng vui vẻ, tích cực hơn vào mỗi ngày. Bản mệnh đi làm tâm lý không còn bị ảnh hưởng, sao nhãng như trước. Trái lại, bạn tập trung tinh thần cao độ, làm việc đạt hiệu suất rất cao, được lãnh đạo khen thưởng. Dù vậy, khối lượng công việc khá nhiều, lại có hung tinh thiên quan rình rập, tuổi Mậu Ngọ vẫn cần đề cao cảnh giác có kẻ tiểu nhân quấy phá. Những việc dài hay ngắn hạn đều đòi hỏi phải có kế hoạch cụ thể, tránh tình trạng công việc dồn đống, không xử lý kịp thời hoặc bỏ sót, tạo cơ hội cho kẻ xấu buông lời gièm pha. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 10 âm lịch. Xem tử vi tháng 10 âm lịch của 12 con giáp cho biết, những cơ hội gia tăng tiền bạc cũng sẽ đến liên tiếp với Mậu Ngọ trong tháng này. Rất nhiều dự án mang lại nguồn tiền dồi dào. Các khoản đầu tư trước đây vẫn đang đổ tiền về. Người làm công ăn lương cũng tìm được hướng đi mới để làm thêm, hứa hẹn sẽ có mức thu nhập đáng kể trong thời gian tới.
tình hình kinh doanh, buôn bán cũng ngày càng thuận lợi, dễ được lộc trời ban, túi tiền rủng rỉnh. Thông qua đó, bản mệnh cũng tích lũy được khoản tiền lớn cho những dự định quan trọng trong tương lai. Đây là thời gian thích hợp để bạn khởi nghiệp, bắt tay vào kinh doanh. Cho dù là đầu tư nhỏ hay lớn thì đều mang lại cho bạn một khoản lợi nhuận đáng kể. Khi cần thiết, hãy tìm đến những người có kinh nghiệm để xin lời khuyên hợp lý, nhờ có Thái Dương nâng nở. Những may mắn của tuổi Mậu Ngọ không chỉ dừng lại ở đó, khi mà hễ động vào đâu là tuổi Mậu Ngọ cũng có thể biến nó thành tiền bạc cho mình. Nhìn chung, vận khí của bạn đang lên, hãy nên chớp lấy thời cơ phát tài ngay khi có thể. Cũng nên lưu ý rằng, các khoản thu chi trong tháng khá nhiều. Dù tài lộc khá dượng nhưng bạn vẫn nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể để kiểm soát tốt túi tiền, để tiền bạc không còn gây áp lực quá lớn. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, trong tháng 10 âm lịch. Chuyện tình cảm của tuổi Mậu Ngọ vô cùng lý tưởng. Với nhiều trải nghiệm ngọt ngào và lãng mạn, thiên diêu chủ đào hoa tinh mang tới nhân duyên tốt lành cho người độc thân. Theo đó, bạn dễ dàng làm quen, kết thân với người khác giới. Có điều, đôi khi đào hoa quá dượng lại không phải chuyện tốt. Tử vi khuyên bản mệnh, tháng này kỵ nhất là thái độ mập mờ, không dứt khoát, hay đứng núi này trông núi nọ, rất dễ đánh mất cơ hội tìm thấy hạnh phúc đích thực. Nếu đã có mục tiêu, tuổi Mậu Ngọ nên chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm, khả năng cao là bạn sẽ nhận được câu trả lời đồng ý từ phía đối phương. Những ai kết hôn rồi thì hôn nhân viên mãn, vợ chồng chung tay, chung sức làm giàu, những mâu thuẫn, xung đột trước đó được giải quyết triệt để. Một số cặp đôi có thể đón tin vui về chuyện cưới hỏi của con cái, hoặc mua nhà, sắm xe, hỷ tính liên tục ập đến bất ngờ. Tuy nhiên, giữa con cái và cha mẹ vẫn sẽ có khoảng cách thế hệ nhất định, bạn nên đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, như vậy, mọi rắc rối đều có thể dễ dàng tháo gỡ. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 10 âm lịch. Nguyệt lệnh lâm bệnh báo hiệu sức khỏe của Mậu Ngọ có dấu hiệu đáng ngại. Có nhiều thời điểm, bản mệnh cảm thấy mệt mỏi, uể oải, ăn uống không ngon miệng hoặc khó tiêu. Thời tiết nắng nóng cao điểm dễ khiến cơ thể mất sức, bạn nên chú ý bồi bổ nhiều hơn. Quan trọng là thiết lập lại chế độ dinh dưỡng, thói quen ăn uống đúng giờ giấc, hạn chế ăn ngoài, nhất là những thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ cũng như hóa chất, khiến cơ thể phải chịu áp lực. Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế vận động mạnh, đề phòng gặp thương tật về tay chân, đi đứng thận trọng kẻo da quệt hay tai nạn xe cộ bất ngờ. Sau đây là phần cẩm nang dưỡng vận cho con giáp tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 10 âm lịch 2024. Khẩu quyết: tháng 10 âm lịch đến, mọi sự cố gắng và nỗ lực trước đó của bản mệnh sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận, giành được lòng tin của mọi người, khả năng cao sẽ được thăng chức, tăng lương, nhận được nhiều thành tích ngoài mong đợi. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Thìn và tuổi Dậu. Tiểu nhân là tuổi Dần và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn là màu hồng và màu xanh lá. Tiếp theo sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 10 âm lịch 2024 của người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tử vi tuần 1 tháng 10 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, tuần mới đem tới các tinh tử vi soi đường, chỉ lối cho tuổi Mậu Ngọ không bị lạc đường trong tuần mới này. Đầu tháng, đầu tuần, chuyện gì cũng sẽ được như ý, lộc lá về tay bạn trong sự ngỡ ngàng. Rất có thể kế hoạch làm việc tuần này sẽ hoàn thành trước thời hạn, nhưng đừng mạo hiểm, cách duy nhất để nâng cao hiệu quả là chậm mà chắc. Trong ngày thứ tư và năm trong tuần, bạn linh hoạt, dễ nảy ra những ý tưởng táo bạo, có thể dùng những chiêu trò lạ để giành chiến thắng trong công việc, nhưng thứ sáu lại dễ bị người khác gài bẫy, nên bạn cần cẩn thận. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy trao đổi với các thành viên trong gia đình. Đây sẽ là sự trợ giúp không thể thiếu trong việc kiếm tiền của bạn. Bạn cũng có lộc làm ăn, nhất là những bạn đang buôn bán tự do hoặc theo đuổi con đường quan chức. Một quý nhân lớn tuổi sẽ hỗ trợ bạn khá nhiều trong tuần mới. Tuần này, người độc thân hãy giao tiếp nhiều hơn với người lớn tuổi, vì họ có thể cho bạn những lời khuyên bổ ích. Vận may tình duyên sẽ nóng lên trong cuối tuần này. Đây là thời điểm thích hợp để các cặp đôi hẹn hò, bày tỏ tình cảm,
đồng hành trong một chuyến đi chơi xa và xích lại gần nhau hơn. Tử vi tuần 2 tháng 10 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, thái âm chỉ đường dẫn lối, bật mí cho tuổi Mậu Ngọ biết rằng tuần này là tuần tốt lành cho sự giàu có và sự nghiệp. Đừng đánh giá thấp thứ sáu và chủ nhật. Ánh sáng tốt lành của hai ngày này tỏa sáng, có vẻ như đã đến lúc bạn dang rộng đôi cánh và bay đi. Nhờ ảnh hưởng tốt của tam hợp cục nên cuối tuần này tuổi Mậu Ngọ có tin vui trong công việc, năng suất tăng mạnh, buôn may bán đắt. Đừng quên lên kế hoạch cho một số công việc quan trọng hoặc tham gia các hoạt động xã hội để tăng cường ngoại giao. Nỗ lực rồi thành công thì bạn chẳng cần phải nhìn sắc mặt của người ta mà sống nữa. Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát, tuổi Mậu Ngọ luôn cố gắng hạn chế vay mượn, tuyệt đối không lần khất mập mờ, nợ ai thiếu ai, nhất quyết phải trả. Nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ kiếm tiền còn giỏi hơn cả nam mệnh, nhiều người tự lập từ sớm và chịu khổ giỏi, nên rất biết tiết kiệm tiền và không ngại chi tiền làm việc thiện, lo cho người thân trong gia đình. Nếu bạn còn độc thân và muốn yêu, bạn sẽ trở nên năng động và bắt đầu sẵn sàng chấp nhận những cuộc hẹn hò thú vị. Những cặp đôi đang yêu thường có trạng thái hưng phấn, hạnh phúc khi ở bên nhau. Tuy nhiên, cuối tuần cảm xúc của hai bạn trở nên bất ổn và dễ bị ảnh hưởng. Tử vi tuần 3 tháng 10 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, dịch mã chiếu mệnh cho Mậu Ngọ biết rằng, có làm thì mới có ăn. Càng năng động thì càng có tiền, càng cu li và lười biếng càng mất lộc, tự mở lối cho người khác vượt mặt mình. Tuần này tuổi Mậu Ngọ giàu hay nghèo, chủ yếu nhờ vào tính cần cù của bạn, vận may của bạn sẽ dồi dào sau thứ ba. Đồng thời, bạn sẽ có cơ hội tham gia vào nhiều nhiệm vụ mới, khiến cấp bậc và thành tích của bản thân được nâng lên. Tuần này tốt cho những ai đang đi làm ăn xa, muốn xuất ngoại hoặc đi công tác xa, mở rộng thị trường làm ăn, buôn bán hoặc làm ăn với người ngoại quốc. Khả năng nhắm đến các cơ hội kinh doanh rất tốt và có kế hoạch quản lý tài chính khá ổn, nên bạn hoàn toàn an tâm về đường tiền bạc của mình trong tuần này. Nhưng bạn nên biết rằng, cơ hội đến mà không nhanh tay giật lấy, thì người khác sẽ cướp mất. Càng chịu khó cày quất và nhẫn nhịn, bạn càng có nhiều tiền. Tuần này, người độc thân sẽ nhận được nhiều lời mời hẹn hò. Nếu có hứng thú với ai đó, bạn có thể tận dụng cơ hội này để hiểu rõ hơn về họ. Những người đang trong một mối quan hệ yêu đương lâu dài, đôi khi mất đi sự đam mê nhất định do công việc, tiền bạc, cuối tuần nên gác công việc sang một bên để giải tỏa căng thẳng. Tử vi tuần 4 tháng 10 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho biết, sau Thái Dương xuất hiện, dự báo một tuần thăng hoa rực rỡ với người tuổi Mậu Ngọ trên nhiều phương diện, tham vọng của bản mệnh khá lớn. Bạn cũng có đủ tự tin để thể hiện và theo đuổi những gì bản thân mong muốn. Đường công danh, sự nghiệp của những chú ngựa trên đà tiến triển tốt đẹp, bạn cho thấy khả năng tư duy và sáng tạo của mình. Tuy không hay khoe ra năng lực của mình, nhưng những hành động của bạn đã đủ chứng minh bạn là người dám nghĩ, dám làm, đã làm là sẽ cho ra đời những kết quả đáng ngưỡng mộ. Tài lộc trong tuần khá dồi dào, công việc chính hay việc phụ đều là nguồn thu nhập rủng rỉnh cho con giáp này, các khí dưỡng. Nên người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức của mình đã bỏ ra, cải thiện nguồn thu nhập, giúp cuộc sống bớt đi phần nào vất vả. Người làm nghề tự do hay kinh doanh cũng phát tài nhờ cái duyên của mình, nên được nhiều đối tác tin tưởng, khách hàng yêu thích. Thái Dương các tinh cũng che chở cho nhân duyên của tuổi Mậu Ngọ trong tuần này, đặc biệt là nam mệnh, bạn thể hiện được sức hút của mình, phô bày được những ưu điểm của mình trước người khác phái. Nhờ vậy, người độc thân có thêm các cơ hội lựa chọn người phù hợp với mình, các cặp đôi có thể ngồi lại cùng bàn bạc cho những kế hoạch trong tương lai. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí, mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh.
cụ thể như sau. Thuyền buồm đầu rồng đồng nhỏ. Thuyền buồm trong phong thủy được coi là một biểu tượng của sự thành công, thắng lợi trong kinh doanh, giao dịch làm ăn, buôn bán. Người Trung Quốc rất thích biểu tượng thuyền buồm vì nó mang ý của sự thuận buồm xuôi gió, mang lại nhiều cuộc giao dịch kinh doanh tốt đẹp và thu được nhiều lợi nhuận. Thuyền buồm kết hợp với đầu rồng mang biểu tượng cho sự tiến tới quyền lực và uy phong của gia chủ. Bạn có thể đặt thuyền rồng ở phòng khách, bàn làm việc, kệ tủ trưng bày để mang đến nhiều may mắn và thành công trong công danh sự nghiệp, thu hút tiền tài. Hồ lô mắt mèo lớn, hồ lô miệng nhỏ, bụng lớn, tượng trưng tài lộc đầy kho, chiêu tài phúc lộc. Nhưng công dụng nổi bật nhất của hồ lô chính là tiêu tai hóa bệnh. Mắt mèo còn có tác dụng chữa được các bệnh về tinh thần, bảo trợ sức khỏe cũng như làm cho tinh thần minh mẫn, thông suốt. Trang sức mặt hồ lô được sử dụng để làm ngọc bội và dây chuyền, để hóa giải tình duyên không suôn sẻ, ngăn chặn những hung tinh cũng như cầu bình an cho tâm hồn. Nhẫn mã não đen bản tròn nhỏ. Đá mã não đen được cho là báu vật trong kinh Phật cổ xưa, thường được người xưa cho vào kho báu của mình để chôn giấu. Đây cũng là biểu tượng của hưng thịnh và sức khỏe. Không chỉ sở hữu gam màu đen nhám huyền bí, bí ẩn, thu hút ánh nhìn của người đối diện, vòng tay đá mã não đen còn lại sự may mắn, hạnh phúc và tình yêu, niềm tin, sự hy vọng vào cuộc sống. Nhẫn mã não đen có tác dụng mang lại may mắn, thịnh vượng và bảo vệ chủ nhân khỏi các xung năng lượng xấu, tà khí, giúp tinh thần được ổn định, giao tiếp được thuận lợi hơn. Mẫu đơn trên như ý. Mẫu đơn được coi là loài hoa của vua chúa, là biểu tượng của phú quý, sang giàu. Mặt khác, hoa mẫu đơn còn là biểu tượng cho sự đào hoa, có tác dụng kích hoạt nhân duyên, cải thiện quan hệ với mọi người xung quanh. Đặt hoa mẫu đơn trên như ý nhằm mang ý nghĩa cầu được ước thấy, mọi sự đều được toại nguyện, nhấn mạnh đường tình duyên của bạn sẽ được như ý muốn. Bạn có thể đặt tượng mẫu đơn trên như ý ở phòng khách, phòng làm việc hay phòng ngủ đều được. Cặp thiên nga vàng. Đôi chim thiên nga là biểu tượng cho tình yêu, vì loại chim này thường đi theo đôi, theo cặp với nhau và rất ít khi tách rời. Chẳng may một trong hai con chết đi thì nó dẫn cặp với một con khác, mà dẫn đi một mình. Vì vậy đây là loại chim biểu tượng cho sự chung thủy, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và viên mãn. Cặp thiên nga vàng này ngoài việc trang trí cho phòng ngủ thêm sang trọng thì còn có ý nghĩa vô cùng sâu sắc trong hôn nhân, gia đình. Đó là vợ chồng luôn luôn dõi theo nhau và che chở cho nhau. Bồ nguyên bảo hoàng long. Ngọc hoàng long là đá quý có màu vàng chủ đạo, có nghĩa chiêu tài lộc, mang đến may mắn phát tài cho người sở hữu. Bên cạnh đó, đây còn là loại đá hỗ trợ rất tốt cho sức khỏe. Đá này còn giúp cho bạn cân bằng tinh thần, giúp người đeo có được tinh thần thoải mái, thư thái, từ đó sáng suốt hơn để đưa ra những quyết định và dễ dàng vượt qua được những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Bồ nguyên bảo bên trong có chứa kim nguyên bảo, là biểu tượng của tài lộc, chiêu tài phát lộc, đem lại may mắn cho người sở hữu. Hãy đặt bồ nguyên bảo ở bàn thờ thần tài, thổ địa, phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc để gia tăng cát khí, thu hút vận may và tăng tài lộc cho chủ nhân. Quý vị thân mến, sau đây là lời Phật dạy về may mắn, giúp ta nhận ra rằng dù bạn gặp nhiều may mắn hơn người khác thì cũng đừng vội mừng. Bạn cần hiểu rằng mình cũng như những người ít phước ngoài kia, vẫn phải chăm bẩm ruộng phước của mình, nếu không thì nó cũng sẽ hết đi lúc nào không hay. Nhất là đang có điều kiện tốt thì lại càng dễ vì cám dỗ mà đánh mất phước lộc, vì cuộc sống thuận lợi là tác nhân khiến bạn dễ sinh tâm ngạo mạn, hay xem thường những người xung quanh, những người nghèo khổ, bất hạnh hơn mình, từ đó rất dễ tạo những điều xấu ác như ức hiếp người, gieo khẩu nghiệp. Không ít người tự mãn với cuộc sống của mình, rồi quay sang mắng chửi, xúc phạm người khác, và đôi khi để giữ vị thế giàu có, họ còn có thể làm những điều bất chính trong kinh doanh, thậm chí là vi phạm pháp luật. Thế mới nói, người gặp toàn chuyện may có khi lại là cái họa tiềm ẩn, khi mà họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện tu tâm, đó là khi dụng phước của họ dần mất đi. Họ cứ tưởng những gì họ nhận được là đương nhiên, nên chẳng cần học hỏi, cải thiện cuộc sống, tích đức, hành thiện nữa, vì cuộc đời của mình đã sung sướng lắm rồi. Không những thế, họ bắt đầu sinh ra nhàn cư vi bất thiện, chạy theo những khoái lạc mà gây tạo nghiệp, ăn uống thừa thải, chi tiêu hoang phí, con cái cũng theo cái lối sống đó mà rất dễ hư hỏng, khó dạy bảo. Đừng nghĩ rằng mình may mắn thì điều đó sẽ kéo dài mãi, không vun đắp nuôi dưỡng thêm thì thật ra phước đã bị tổn quá nhiều.
nghiệp tội tạo ra ngày càng lớn. Chính điều này sẽ làm cho bạn bị sụp đổ sau đó và thậm chí rơi xuống đáy của xã hội. Thực tế đang diễn ra là những người trúng số giàu lên nhanh chóng và sau 2 đến 3 năm, họ quay về con số 0, thậm chí có người trở thành vô gia cư, phải đi xin thức ăn, tiền bạc sống qua ngày. Dân, quý khán giả thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết trong tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.